Điện là một mặt hàng đặc thù và rất quan trọng đối với nền kinh tế cũng như sinh hoạt của người dân. Việc thực hiện tiết kiệm điện nhằm mang lại lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Vậy làm sao để sử dụng điện tiết kiệm và thực hiện tiết kiệm điện đạt hiệu quả? Mời quý khán giả đón theo dõi chương trình tọa đàm Giá điện tăng, tiết kiệm sao cho hiệu quả, được phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023 trên kênh truyền hình thành phố Cần Thơ.